Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là Diệp Gen. Ngày hôm nay mình chơi cái game Overwatch này, nó hơi mượn một tí là vì gần Tết rồi mà có nhiều công việc cần phải làm lắm. Sáng với chiều là mình cũng bận rồi, đâm ra là trưa nay mình mới rảnh, mình chơi một chút game Dragon Ball thôi. Bây giờ mình sẽ chơi Overwatch bù cho buổi trưa nay, vì ngay cả hôm qua mình đã bị lỡ hẹn nhiều game lắm rồi. Mình không thể là phụ lòng tất cả mọi người được. Mọi người ủng hộ mình, kích quảng cáo cho mình nhiều như vậy thì mình phải nói chung là dù bạn đến mấy cũng phải cố mà sắp xếp một khoảng thời gian để làm video giao lưu cùng mọi người một chút. Hiện tại bây giờ đang là tầm khoảng 4 giờ. Mình nghĩ là chơi giờ này thì khung giờ này chơi bên Asia thì sẽ đông hơn. Mình cũng thử để xem. Fan không người khoan đã, sao fan mình chỉ có chắc là chơi bên server Acer thì chỉ có tương đối bạn thôi, đúng rồi, chắc là đổi server thì đổi bạn, đổi danh sách bạn, mình cũng không rõ cái này lắm. Nhưng tại sao danh sách những người từng chơi nó lại có nhiều cái cũng khó hiểu đúng không? Làm nào, team mình compete, bên mình nó không hiện hạng trung bình bên mình à? Thế là mình cũng không xác định được trình độ trung bình của team mình nữa rồi. Attack, nó chơi Lucio của mình mất rồi, nó chơi Lucio của tôi mất rồi, may quá, còn Diva tôi phải chơi thôi. Ở video trước là mình mới mở mấy hộp quà, mình được tư thế tạo dáng mới này, một cái emo biểu cảm mới, bây giờ phải thử mới được. Nào, mình xin được gửi các bạn một cái trái tim to bự chảng. Chiu 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 chiu. Ê, đồ ngu. Cái game này là mình cũng không nghĩ là mình sẽ thích cái game này lâu đến như vậy đâu. Mặc dù đây là game online, lại mà chơi theo cái kiểu PvP. Có nghĩa là mình biết là game MOBA rồi, nhưng mà PvP có nghĩa là người chơi đánh với người chơi ấy. Thì mình không dành cái đấy lắm, bởi đơn giản là vì mình phản xạ chậm, mà lại còn vừa chơi vừa ghi hình nữa, đâm ra là nhiều tình huống nó không được chuẩn. Tặng các bạn thành trái tim nè. Cứ đẩy đẩy đẩy, khó chịu quá. Hai một, bật sẵn cái lá chắn, chặn ngay được cái quả của con Symmetra. Vậy là mình biết luôn bên nó có Symmetra rồi. Chặn ngay, tao nhìn thấy rồi, hôm nay tao tỉnh lắm. Mình vừa mới đi có việc, đâm ra là vừa ra đường, đâm ra người nó khá là tỉnh táo, nó không u ám như vừa mới ở nhà. Bình thường mình chơi game là nó khá là chậm, là vì sau một ngày ấy, thì mình ở nhà nhiều nó bị ngu người. Để một kinh nghiệm cho các bạn khi mà chơi game, kể cả các bạn không làm YouTube bên trong nữa thì chơi game cũng nên ra ngoài đường một chút. Ui, chậm quá, không kịp chặn cái quả đấy của con Reinhardt bên kia. Úi chà, nặng nha. Thằng này vào đấy, đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Ui chà, cái con Zarya kia nó bắn cái tia beam của nó xuyên qua được lớp chắn của mình mà. Chạy được thì cứ chạy. Trời ơi, team mình còn chưa lên tí nào được cái này. Trên server châu Á thì có lẽ là đa phần là bọn Hàn Quốc. Hàn Quốc thì mấy cái game eSports này bọn nó thích. Nếu không hiểu tại sao bên mình lại cứ phải chơi server bên American nữa.
mình châu Á mà châu Á lại có một cái đất nước Hàn Quốc nó lại quá mạnh về game như vậy rồi, tại sao không chơi ở bên châu Á? Phải chăng game thủ Hàn Quốc nó mạnh quá? Hoặc nếu do binh biết thì mình cũng không hiểu tại sao tụi mình xem xem binh ở đâu nhỉ? Mình cũng chả biết xem binh ở đâu nữa. Không lên được cái này. Đùa chứ. Đúng rồi, ngất đi. Phải mở đường thôi. Chuẩn lắm, tốt lắm. Có thằng chết. Đấy, có thằng nào chết. Bực mình như con ruồi. Cút ra kia. Coi chừng chết, coi chừng chết. Ăn máu đi, ăn máu, ăn máu, ăn máu, ăn máu, ăn máu, ăn máu. Quá đấy, phí cái ulti của Ana quá. Cả ulti của mình luôn. Pharah kìa, Pharah nói kìa. Dìa được phát nào hay phát đấy. Rồi, turret của Symmetra mẹ ơi. Nó đặt cái chỗ mà mình cũng vẫn hay để đấy. Nhưng mà team mình không ai giết được. Công việc tại sao? Công việc phá này là của tôi cơ chứ. Tôi không hiểu nữa. Úi dồi ôi, bên mình bế tắc thật đấy. Úi dồi ôi. Elimination nó có một điểm mà cũng được ghi trong bạc kìa. Để nó chắn tốt quá, đúng rồi. Phi lên, đúng rồi. Tốt lắm. Ui, vẫn bị lôi vào này. Hút hết ra ngoài, hút hết ra ngoài. Làm được gì làm đi, trời ơi, cố lên nào. Ulti của thằng, úi dồi, ulti của Lucio cộng với ulti của thằng Reinhardt nữa. Nằm vắt ra đất. Ui, chết ngu hết cả người rồi. Fuck. Thua nhục chưa? Trận này thua quá nhục. Mình đang khá là bình tĩnh ấy chứ, nhưng mà không tấn công được. Về lý thuyết thì mình rất là đẹp ấy chứ. Về lý thuyết thì mình cực kỳ đẹp luôn. Do Ana mà không hiểu tại sao tự nhiên mình cứ ôm cái tay cầm làm gì ta. Game này mình có chơi tay cầm được đâu. Thử chơi tay cầm một ván không. Mà thôi mình cũng quen nút đâu. Thôi cất đi. Ôi, dùng chuột đi. Nó có Zarya, mình cũng có. Mình cũng phải chơi Zarya. Đùa chứ, mình chơi IQ. Tôi đã giết con mẹ nó 3 mạng. À đâu, tôi bị giết 3 lần. Ừ, Symmetra cũng được. Mình cũng đặt giống nó luôn nhỉ. Mình cũng sẽ đặt giống nó. Nhưng mà đường hơi xa đấy. Ok, có thằng Lucio nó búp tốc độ kìa. Đến đây, đến đây, đến đây. Cái cầu đâu nhỉ? Ở video trước nếu ai xem thì mình các bạn cũng biết là mình cũng thích đặt cái turret nó ở đây. Một cái mình sẽ đặt ở đây. Ok rồi. Mình đã đặt tối đa mấy cái nhỉ? 1, 2, 4, 5, 6 cái rồi. Mình thử đặt một cái nữa ở đây xem cái đầu tiên nó có bị mất không nhá. Đúng rồi, mình chỉ đã đặt tối đa 6 cái thôi. Vừa vặn nhá, cái kia là sập này, cái kia sập này. Úi dồi ôi, nó chặn được rồi. Cái có vẻ nghiện Symmetra nhỉ. Chơi tấn công mà ông chơi Symmetra. Cái gì đấy? Pharah nó ở đây à?
Chết mày này. Làm một cái lá chắn. Có thằng chết. Ui, what the hell? Thằng nào vô đây, thằng nào vô đây? Thích ăn máu thì phải bước qua mấy cái turret này đã. Đặt thêm turret ở đây đây. Nhất quyết không cho bọn nó vào. Mình phải đặt một cái ulti. Đây nhá. Chết thì ra đây. Ai chết có thể ra đấy. Làm một cái tu z ở đây nữa nhỉ. Ôi, cổng của mình bị phá rồi. Phát thật. Tao nhìn thấy bóng mày rồi. Ok, đấy là cửa kính mẹ ơi. Bá vãi kìa. Ủa, thằng kia nó bắn kìa. Chết mày đi. Chết mày này. Ủa, nó phá tua rát rồi. Làm mấy cái nữa vậy. Úi dồi ôi, không chơi được. Kill player streak bao nhiêu nhỉ? Kill streak được vừa rồi được hiện 5 đúng không? Best là 5. Cố gắng phòng thủ đi anh em ơi. Còn 40 giây thôi. Vừa rồi cái chỗ đấy của mình không biết là nó bắn vỡ hay là do đông người đi qua quá nó bị hết hạn nữa. Để góc này đây. Đấy nữa. Những cái chỗ nó khó đoán một chút. Mình phải đặt một cái cổng ở một vị trí nào đó thật là đẹp. Đây, đặt đấy đi. Tao không chết được, nhưng mà mất hết turret của tao thôi. Mày chết, mày chết, mày chết này. Đặt bờ phứa đi, mất gì đâu. Ok, hết overtime, hòa nhá. Match complete, để xem bên nào được thắng nào. Không biết là random hay là do tính điểm hạng nữa. Không, không. Thế là đấu hiệp phụ à? Hòa, nó tính là hòa mà má ơi. Hòa tại sao bên á, bên mình được hình cái này. Gritmay, Bad Diva. Bad Diva là mình à? Úi dồi ôi, Symmetra của nó tuyệt vời chưa? Đấy, đi hão ai bắn cái chân kia cả. Mỗi mình bắn đấy cái quả mà mấy cái turret của nó bị hỏng là do mình bắn đấy. Nói chung team phải cùi. Mình lên cấp rồi đúng không? Mình sẽ ra mở một cái loot box. Vừa rồi cái acid mình ấy, thành tích ấy. Để xem các bộ skill nó không nào. Skin nhầm đọc đọc méo mồm, đọc nhầm.
Gì đây, giọng à? Ở đâu? Hình gì chứ? Highlight intro. Wow. Tuyết luôn ạ. Đây là highlight đặc biệt dành cho dịp Giáng sinh đúng không? Victory Balls. Dáng này xấu thôi, thôi cứ thấy mới thì up vào thôi. Mình chưa chơi thằng này nhiều. Úi tiền tiền tiền. Có phải được vượt được tiền không? Đấy, trong lúc đấy thì mình cứ phai mát cái đã. Đâu nhỉ? Úi trời ơi, chưa kịp xem. Ui mẹ ơi. Trung bình hạ là 1.800. Chắc vừa lẽ là mình chơi với những người mà còn chưa có điểm hạng. Đúng ra người ta game nó không tính được điểm trung bình. Vui nhộn một tí nhỉ. Vui nhộn một tí, tanh tiếc đủ cả rồi. Nếu có hồi máu. Vui nhộn một tí. Chết thì mình đổi ngay. Ít ra 7 sóng có một chút hồi máu. Healer Bali kệ, sau một màn chơi hồi máu sau. Ui, thằng này đẹp chưa? Thôi đuổi, mình đổi ngay thôi cho bọn nó đỡ ý kiến nhiều. Ủa? À, đố hạ không đổi cái này được. Mẹ ơi. Đúng không? À không, nó chọn Lucio rồi, nhầm. Mình cứ nhầm tưởng, mình cũng chưa bao giờ đổi cái kiểu vớ vẩn như vậy cả. Đặt cái điểm hồi máu ở đấy. Oh, what the fuck, cái gì đây? Ui tự nhiên vớ được đúng cái thằng mặt ngu. Capturing. Mày chết này, mình tính toán quá chuẩn luôn, mình biết là nó bay hơi chậm một chút, mình bắn trước. Quá chuẩn luôn, mình chơi 76 xịn quá đi trời ơi, nhưng thực ra đó là ăn may đúng không ạ? Cũng gọi là hay đi. Không trúng nhưng mà thôi kệ. Cứ đặt cho hồi máu ở đấy. Ông nào hồi thì hồi. Nó thích. Sao nào. Ai bắn. What the fuck. Nó bóng sau lưng đúng là không biết. Thôi nói thế thôi, đổi ngay thôi. Chơi một thằng này. Cái map này bắn Pharah. Thỉnh thoảng eo phát đẩy nó xuống vực cho nó vui. Những cái thằng có thể spam chiêu được như thế này, tội gì không dùng. Đạn bắn tuy chậm nhưng mà rất là vui. Bày mẹ mày ra ngoài đi. Ulti kìa. Hay quá, nó chết rồi. Ai đẩy nó xuống không biết. Rất là tuyệt. Bày hết cho tao. Chạy mẹ ơi. Hay quá, tuyệt vời chưa. Có cái cổng nhỏ xíu mình bắn. Có cái cửa bẹt xíu bắn chắc chắn là trúng rồi, 93% rồi. Kèo này ăn chắc rồi, bọn nó không vào kịp đâu. 7 8. Thằng nào đi đường tắt vào tao cũng xử lý được hết. Ok. Rồi ơi. Có lẽ là mình để cái contract nó hơi cao. Nhìn cái chỗ này nó hơi tối đúng không? Mình phải tăng gamma này một chút. Tăng pride một chút nữa. Ok chưa nhỉ? Ok rồi đấy, hình như sáng hơn rất là nhiều rồi đấy. Đúng rồi, giờ nhìn thằng Ribbon nó rất là rõ ràng. Không mờ ảo như vừa nãy nữa. Bày hết. Có kia gì để phá nữa không? Bọn nó phá hết của tao rồi. Kìa. Máy pha cà phê, cái máy pha cà phê nó bền thật đấy. Hãng gì đấy không biết.
Ý, lên. Có thằng nào vào không? Không có thằng nào vào cả. Một phát vào mồm, á, à, nó chặn rồi. Bay. Chết mẹ mày đi. Chết mày này, tao biết mày định đi ăn máu mà tao bắn ngay thì đã hết rồi. Trời ơi, chúng mày ngu lắm. Team này gặp đúng đối phương ngu quá đi, đối phương ngu quá đi. Vẫn trúng nha. Ơ cái gì đấy? À đâu, bên nó out game ấy chứ. Tốt thôi. Tốt cho nó thôi. Tốt cho chúng mày thôi. Trúng mồm này. Mày chạy ra đây đúng không? Tao bắt bài mày ngay, tao bắt bài mày ngay. Ui fuck. Fuck, để xem nó bắn cái gì, nó bắn trượt phải à? Bắn chuẩn quá nhỉ. Ồ không phải, nó bắn thường thôi mà cũng chết kìa. Bên nó ao hết còn 3 người kìa. Thắng nhạt thế nhỉ. Đúng hôm mình chơi hay nhạt thế này. Đúng là mình cứ chơi hay là bọn nó ao. Bọn này chả có tinh thần gọi là fair play thì kìa. Mẹ cứ phải thắng nữa nó mới thích cơ. Mình lắm lúc mình thua chắc chắn luôn là mình không thèm ao luôn. Kể cả đồng đội ao thì mình cũng không ao. Chơi nó phải có tinh thần fair play chứ. Bày mẹ mày đi. Cố làm cái gì? Đặt trắng cho em với các anh ơi. Trúng này. Úi giời không trúng à, nó vẫn né kịp à. Ít người có đâm ra thành nhưng phải đi săn bọn nó này, mệt thật. Có tiếng chạy, có tiếng chạy. Không phải đồng đội mình chạy đấy à. Đâu 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 đâu, người đâu, người đâu. Bay, úi xổi, bay như chó luôn kìa. Chiu. Ào hết rồi. Còn mỗi mình thằng Gen Z kìa. Bọn nó, bọn này đùa cho bọn Hàn Quốc này, nó chơi tinh thần fair play kém thật. Tinh thần kém thế. Các bạn có công nhận là xem cái màn này xong, xem cái trận này xong mọi người thấy là tinh thần của mình quá là fair play không? Trước giờ mình chơi nhau có những trận đồng đội nó ao vẫn chơi đến cùng. Biết chắc là thua vẫn phải chơi. Chẳng lẽ chỉ vì một thằng mà mình bỏ mất 4 người đồng đội còn lại. Let me get Hesakin. Nó định đòi Hesakin à? Có nên cho nó không? Thôi cho nó làm gì? Mình cũng muốn nói một câu chứ nhỉ? Tao thì đồng ý rồi. Còn xem đồng đội của tao có muốn giết mày hay không thôi. Ôn mít ra nào. Ôn mít ok. Đấy, thích thì Hesakin đi. Chúng ta đứng ở đây rồi. No, một hai, một hai ba bốn năm, một hai ba bốn năm, năm người rồi. Thằng Anna đâu ấy nhở? Anna kia. Anna không chịu hợp tác, không chịu hỗ trợ nó. Đằng nào cũng thắng rồi thì giúp nó một tí. Rồi có gì đâu, tinh thần chưa đẹp nó là phải vậy. Thằng đấy nó chơi gọi là nó kiên cường, mình nên có bằng lời khen cho nó. Ông bà đặt thế này thì bố nó dám vào. Hikara. Ơ thằng này ngồi kiểu gì ấy nhỉ?
Đi đâu ấy? Ra đây làm gì? Ra cho nó giết à? Phục kích à? Lừa à? Chán nhỉ? Trận này thắng nhạt vãi ra. Vào chào hỏi tí. Xong trận xứ nó rồi. Đừng ngoáy súng tí. Chán. Quá chán cho bên kia. A một hai thẳng thì cứ cố mà chơi đi. Nghỉ luôn mới dạ. Đằng nào cũng tính là thua thôi mà. Ô là mình này. Wow. Brilliant the game. What the fuck. Mình không ngờ luôn đấy. Quá tuyệt vời. Kasamita, Kasamita. Fuck. Bởi vì từ game mà lại không được comment phát nào này. Không được hiện lên trên hết luôn. Quá là hay đi. Quá là hay đi. Quá là hay đi. Đùa chứ lắm lúc mình chơi hay cực kỳ luôn. Mình cảm giác bá đạo lắm mà không được. Còn cái này nó ớt ơ lại được. Xem thử lại nhá. Vừa rồi mình mải nói liên thuyên các mình không để ý là chính mình được chính mình được Believe the game. Tuyệt vời không mặt trời ạ. Lúc nhìn thấy cái đoạn này bắn liên tục qua cái cửa là mình mới nhớ ra là đây chính là mình mà. Úi xồi, úi xồi. Úi xời ơi. Yeah. Quá dữ. Ôi, xin chân thành cảm ơn mọi người ủng hộ để có được pha highlight nó này. Nó lại không. À, mình nghĩ rồi. Cái trận vừa rồi nó quá là nhạt. Đâm ra là cái pha highlight của mình xứng đáng được là Brave the Game. Chứ còn nếu mà đánh nhau hay từ đầu đến cuối thì chưa chắc mình đã ăn được cái quả đấy đâu. Hình in mới, hình in này xấu hoắc à. Là ở Hy Lạp thế này. 1850. Ôi dồi ôi, điểm hạng trung bình của bọn đồng đội mình thấp quá mẹ ơi. Chết thật, cho nên tầm chiều tối rất là lạnh thế nhỉ. Mình đang mặc quần đùi đây. Rồi lười lắm, kệ cứ ngồi tí đi. Lạnh tí đánh cho nó gọi là tập trung. Rồi, không có hồi máu. Vâng, cứ lại là tôi. Cứ lại là tôi. Tôi thích đặt tu Z cơ, tôi thích rồi đấy. Kệ chúng mày. Kệ chúng mày. Thôi đùa ấy, mình chơi Lucio đi. Không bọn nó lại dỗi. Ừ, đúng rồi, chỗ này không đặt tu Z được. Cái map này không đặt tu Z được. Nó không có nhiều phòng ốc. Rồi, còn bên này sao? Ô vãi, bọn mày phá của tao rồi. Cái nào chó chết này. Hãy đỡ quả bóng của tao đi. Ơ, có phải là bóng bay ra ngoài kia rồi. Đúng rồi mà. Đúng rồi, nó bay ra ngoài rồi sao ấy. Mình vừa hất quả bóng, chắc bay ra ngoài rồi. Tốc độ, tốc độ. Úi dồi, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi bước tốc độ rồi mà sao phải vội vàng thế. Đấy, giờ dùng có phải là tiện hơn không? Đằng nào rỡ mới ra. Đổi ngay hồi máu. Khúc nhạc hồi máu luôn. Nếu hiểu sao nhà nhạc để tăng được máu. Đúng là skill lạ mắt. Cướp đi, cướp đi. Ủa sao có mỗi mình tôi ở đây này. What the fuck, ngủ mẹ luôn rồi. Ôi con Anna chết tiệt này. Nàng hớp nước đó. Hãy uống Sting để cải thiện danh của bạn. Có thể có nhiều người sẽ nghe cái tiếng nó hơi ghê nhưng mà mình xin lỗi.
Đó sẽ là lần cuối cùng mình ở đấy, biết ngay mà có bóng ra ngoài rồi này. Giờ biết rồi nhá, bóng đi ra ngoài được. Chứng tỏ mình nhìn không có nhầm. Cút, quay lại đây, quay lại kia. Yên tâm, có tôi hồi máu rồi mà máu thằng nó nhiều quá, mình hồi nó không kịp ấy. Bên mình đam hơi thấp đúng không? Cướp lại nào, cướp lại nào. Ulti. Tốt quá nhỉ, chết cả lũ chúng nó luôn. Mình support quá xịn. Mình nhìn thằng bay bay nhá. Ui, đây mà, đây mà, đây mà, đây mà, đây mà. Trúng này. Ulti à, không có, không quan trọng. Chả qua chết đâu. Ulti ngu thế không biết. Chắc chắn không có kinh nghiệm chơi Diva. Có ai đấy đâu mà ulti. Hay quá, 5 player kill streak hay quá, được hất ra ngoài. Rất là cảm ơn. Anna kìa, Anna kìa. Anna cứ chạy linh tinh đi. Sổ ơi, mẹ trúng luôn. May cho mày là chưa chí mạng đấy. Mình bắn thì chỉ có headshot thôi. Mình chơi CSGO thì cũng không phải là hay cho lắm, nhưng mà ít ra cũng thoải mái thôi, bay ra ngoài nhá. Diệp Gen đã giết một mạng. Quá tuyệt vời. Trúng kìa, trúng này. Tao đoán được đường chạy của mày luôn. Hôm nay là ngày mình chơi quá hay. Ngày hôm nay mình chơi mình cảm giác rất là tỉnh táo nhá. Nó không phải là tăng động đâu, để hoàn toàn tỉnh táo, làm chủ được mọi thứ. Đợi bọn nó nhảy vào mình sẽ ulti. Đây, cái góc này có vẻ đẹp. Giây cuối rồi bọn nó sẽ nhảy vào rất là đông ấy. Ulti đi. Cút ra ngoài cho tao. Chết. Mất người máy nhá. Ok. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Mình không biết tiếng Hàn đâu, mình chỉ nói theo thôi chứ có thể là sai đấy. Thoải mái quá, thoải mái quá. Của tao, cái này của tao, cái này của tao, cái này của tao. Ui chết rồi, trượt rồi. Tôi kệ được, mình sẽ cố gắng đánh cái này ra ngoài. Đừng, 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 đừng. Ui giời, cái thằng ngu kia. Bực lắm cơ, khúc kia nhau. Mình đang định thử đánh cái quả bóng bay ra ngoài. Sời, nhảy hip hop, nhảy hip hop. Sời. Lên. Tăng tốc tối đa rồi đấy, làm gì thì làm nhá. Đoán trước đường chạy nè. Chết thật. Cút lệch hướng ngay. Mình quá xịn luôn, mình quá xịn luôn, mình quá xịn luôn. Vào đi anh em ơi, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ui, trượt. Cút ra ngoài cho tao. Shit. Fuck. Fuck. Ui, chơi Lucio mà object kill được 5 object time. Úi dồi, mình quá là xịn. Mình quá là xịn luôn. Nhanh nào, bọn nó chiếm được rồi kìa. Bọn nó chiếm được rồi kìa. Cút ra ngoài. Ây. Nó định làm gì ngoài kia? Nó định làm gì ngoài kia? Ulti này. Hồi máu thêm luôn.
tử đi là vừa. Quá ác. Ui vẫn trúng kìa. Trúng mạnh đi chứ lại. Nhông siêu. Ăn nhông siêu, ăn nhông siêu, ăn nhông siêu, mày vào đi, mày vào đi, mày vào đi. Ủa nó đâu, nó đâu. À có cái lỗ ở trên này à? Ôi, không biết, không biết, xin lỗi, xin lỗi. À đâu không phải. Có vào bằng đường đấy rồi đó. À có cái lỗ thật. Cút ra ngoài cho tao. Ui. Ê, chắc đây, chắc núp vào đây được. Bắn ai đấy, 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 trời ơi. Ui cơ 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 quên 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 quên. Ui sao đúng này? Chết hết rồi à? Người đâu hết rồi? Bay đi đâu? Tao không cần giết mày, tao chỉ cần hẩy mày ra ngoài thôi. Đấm mày này. Ui ôi mẹ ơi, nó hồi máu. Ui đừng 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 đừng. Chết thảm, các ông kia bị hất ra ngoài nữa chứ. Có một ông bị rơi xuống vực, nhìn trông thương tâm lắm cơ. Lại bị cướp lại rồi. Round 2 này ngạt thế nhở. Lên nào, lên nào, lên nào các anh em này, lên nào anh em này. Ăn cắp, ăn cắp. Ui không được, 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 không được. Hai người cũng bật. Cút ra ngoài, nó không băng, nó không văng xuống đất rồi ơi. Ui cái gì đấy? Cứu em các anh ơi. Ulti của Lusu bên nói rồi, khổ chưa kìa. Ui rồi, mẹ bắn chết ngay thằng to xác. Mình quá xịn, mình quá xịn. Để thằng 76 nó ulti nó bắn tiện thật. Bọn nó ngắm nhiều lúc có những cái tình huống bọn nó rất là đẹp nhá. Chẳng qua mình đoán là do mình đứng sai chỗ quan sát kém thôi. Mình đánh nó hơi bị điên rồi một tí, nó không cẩn thận. Đâm ra là những cái game MOBA là mình rất là kém. Cái gì ở đâu ấy, ở đâu ấy? Đi vào nào, đi vào nào. Ulti kìa mẹ ơi. Ui ở ngoài à. Cút hết xuống dưới cho tao. Quạc. Thua rồi. Hòa rồi. Không còn gì mà bàn cãi nữa. Object fail. Trận hay đấy. Để phòng bọn nó cướp của mình sẽ tranh thủ ngay. Góc nào là đẹp nhất nhỉ? Đây rồi. Đếch ra ngoài được. Cái này sao? Cái này chắc chắn là phải vào. Mình sẽ hất cho nó lên. Ủa? Sao mất được? Ôi giờ không ra được, chắc vừa cái map đầu tiên mình thảy ra được đấy là lỗi game thôi. Chắc là lỗi ấy. Lên. Tất cả anh em hãy lên hết đi. Khúc hoan ca ăn mừng bàn thắng. Dù gì hôm nay cũng là lần đầu tiên biết mình được play the game vài lần rồi nhưng mà chưa bao giờ trong lúc mình ghi hình lại được cả. Mình được mấy phát rồi, mấy phát rồi đi va rồi. Chất người rất là hay, đánh rất là hay. Nhưng hôm nay mình cái quả đam rồi của mình quá là nhiều, mình nghĩ lại, mình xem lại mình thấy rất là kinh khủng, xứng đáng được làm play the game ấy. Ui shit. Nó không bắn trúng mình thì mình cũng rơi xuống cái hố thôi à. Mất ngay thế này. Chưa kịp làm cái gì cả. Mình mà chết một phát nữa thì mình chắc chắn là mình sẽ đổi, mình không thể chơi Lucio cái đoạn này được. Đồng đội không đứng gần mình cái trong cái tình huống này được. Chiếm object rất là khó. Dead.
Tim mình cần phải cứng cỏi hơn một chút. Cứ bắn đi. Thằng kia không dính phát nào kìa. Chiếm nào. Ui chạy 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 mẹ ơi, máu. Hồi máu này, ai cần hồi thì đứng gần tao cái nào. 5 người rồi. Nó cũng có kìa, mẹ ơi. Ulti. Hay quá, thoát rồi. Máu là của tao. Trượt nhá. Tuyệt lắm ulti nhưng mà nó chặn rồi. Chả giết được ai. Ai đấy. Ulti thất bại rồi nha. Trông khổ chưa này, trông cái mặt của nó kìa. Trông há hốc mồm là trông thương vãi. Thằng chưa chết cơ. Chắc là máu nó nhiều quá. Không lo, đã có hồi máu. Ta biết mà. Luôn luôn có máu cho những thằng như mày. Ăn ngay cái cục này đi, cho nó nóng. Ai cho mày chiếm. Ui dồi, không kịp ulti luôn. Không sao, hết off take time rồi. Hết over time rồi. Yeah, 2-1 rồi. Còn một ván nữa thôi. Ui. À, tôi chết rồi. Ướn. Ui. Ướn sâu quá. Đau hết cả lồng ngực. Lại với cái map này chắc có bóng nó vẫn ở trên kia đấy. Có bóng vừa rồi nó vẫn ở trên kia. Hello. Sao nhỉ hô. À không, đi đường này ra cơ mà. Ai cũng nhìn được hướng này mà, mình phải nhảy cho mọi người nhìn. Lên nào anh em ơi, đừng có lao thế nữa, mệt mỏi lắm má ơi, suốt ngày chạy như vậy thôi à. Giờ lao cũng đâu có muộn. Dù gì cũng phải hồi máu cái đi. Mấy lần chết ở đấy mà không chừa. Lần vừa nãy là một lần rồi, giờ là hai, lần hai kém thế không biết. Không rút kinh nghiệm cái gì cả. Có máu này, chiếm được là tốt, giữ được hay không lại là chuyện khác. Chờ mấy cái cướp cờ nữa rất là mệt. Cứ biểu diễn chạy nhảy đi. Lucio bên mày còn lôn vòng Lucio bên tao nhá. Mày biết Lucio bên tao là ai không? Là tao đó. Ô chết. Đừng. Có ulti rồi. Úi trời ơi. Chờ Lucio lúc nào có nhạc. Mất rồi. Anh em vào đi, vào đi.
Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Có công ty rồi, có công ty thôi. Vào được, vào hết đi. Chết xứ nữa rồi. Cứ capturing, capturing, capturing. Tuyệt vời. Đi và này, đi và này. Mấy người được hồi thì tốt bấy nhiêu người, mình không quan trọng. Hay quá nhở, giết nó đi, bắn nó đi, bắn liên, bắn điên cuồng vào. Không đáng kể, không đáng kể. Lại mất người máy, nó vừa mới triệu hồi được người máy xong, nắm không sao, chỗ này không không sợ. Ulti này. Cứ quẩy hết mình lên đi. Ui. Trận này mình 3 huy chương vàng luôn. Xong, thắng rồi. Good game. GG. Blame the game. Diva bên nó à? Để xem cái pha đấy của nó nào. Xem cái quả Blame the game của nó nào. Húp. Chết một thằng này. Hình như đúng rồi. Mình vừa mới chết xong đấy. Nó không phải ulti, nó chỉ là bắn. Nó quấy rối tốt thôi. Hãy comment tôi. Trời ơi, tôi là người duy nhất mà out hết rồi. Các bọn này chơi nó không có tinh thần. Gọi là fair play gì cả. Mình bắt đầu gắt cái server châu Á rồi đấy. Bắt đầu gắt rồi đấy. Thì để kết thúc video ngày hôm nay, mình sẽ mở lại cái pha highlight của Lucio để xem tại sao chúng ta lại không được blame the game mặc dù chơi Lucio quá hay, quá xịn. Thì mình cảm ơn mọi người đã vẫn theo dõi đến giờ phút này ở video của mình. Ngày hôm nay thì mình tin chắc là ngày mình chơi hay nhất từ trước đến giờ rồi. Có lẽ là do trình độ lên cao hoặc là cái khung giờ này nó phù hợp. Mọi người cứ để bình luận bên dưới, nếu được thì mình có lẽ là mình sẽ chơi Overwatch vào tầm chiều chiều như thế này này. Nhá, để Dragon Ball tầm giữa trưa đi. Đấy, đầu giờ chiều mình sẽ chơi Overwatch để cho gọi là cái tinh thần nó ổn định nhất có thể. Cùng nhớ được những pha highlight hết mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy like video, chia sẻ video và subscribe channel của mình. Nếu bạn nào thực sự muốn ủng hộ mình và muốn mình lâu dài hơn được về cái channel thì các bạn cứ ấn một tí thôi, dành một chút thời gian ấn và xem cái quảng cáo nếu mà xuất hiện ở trên video ấy, thì mình rất là cảm ơn mọi người về điều đấy. Mình hứa là sẽ càng ngày mình càng gọi là sắp xếp được những cái công việc kia, và nếu cái channel này nó tốt hơn thì mình biết đâu đấy một ngày mình sẽ bỏ luôn cái công việc kia của mình đi. Rông dài quá. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video game tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt. Xin gửi ngàn nụ hôn.